chỗ này 30 cầu chưa đi nè, một Hà Nội ở giữa lòng Sài Gòn nè. Ôi có cái chùa đó kìa, tối này đi nè, tối này 30 cầu nhất định ra đây, còn một ngày ở đây nè, có chùa một cột nè. Tối này ra không ra uổng lắm. Mấy đứa con ba mẹ cậu không đi, chắc ba mẹ cậu cũng đi. Hồi xưa đây là cái ngân hàng kỹ nghệ nè bà con đó. Đáng lý ba mẹ cậu phim của ba mẹ cậu là ba mẹ cậu phải nói là Sài Gòn sau năm 75, nhưng mà tại vì thấy nó không có khác cho nên ba mẹ cậu nói trước năm 75, chứ thật ra cái trí nhớ ba mẹ cậu kể cho bà con cô bác ra phần là sau năm 75 nè, những gì ba mẹ cậu không có thấy, nhưng mà thôi kết hợp tại vì nó cũng không thay đổi bà con, tại ba mẹ cậu làm gì địa danh địa sử mà. Ủa nguyên cái cầu Long Biên luôn bà con, cầu này cầu Long Biên nè, cầu Long Biên này ba mẹ cậu đi rồi nè. Ồ đẹp quá. Rồi vậy ba mẹ cậu bật mí cho bà con cô bác biết rồi ha, để bà con cô bác đừng có mở ngỡ rồi lâu lâu cái mở ngỡ rồi vô vô Việt Nam mình nói từ thì nó gọi là chửi, nhưng mà thôi mình nói là rầy đi. Có nhiều người không biết cái tối ngày á rầy ba mẹ cậu hoài cái chuyện đó, cứ lấy cái tuổi của ba mẹ cậu ra mà nói không. Rồi bà con cô bác nào thích nghe ba mẹ cậu kể chuyện thì nhớ nút bấm nút đăng ký subscribe kênh ha. Ba mẹ cậu chở bà con cô bác đi chơi. Thì trên đường đi mà nếu mà có hứng thú hay có cái khúc nào đó mà ba mẹ cậu nhớ hay là có cảm xúc gì ba mẹ cậu kể cho bà con cô bác nghe. Con đường này là cái đường đại lộ Lê Lợi nè. Vô kênh của ba mẹ cậu là phải coi nội dung phim nha bà con thì nó mới hay nha bà con. Và coi phim thì đừng có bấm tua qua nha bà con. Bấm cái kiểu mà bấm mà tua chả hiểu nội dung câu chuyện đâu. Tại vì bản thân nhất ba mẹ cậu cũng không có biết nói khúc nào hết. Không có phải như người ta mà lên kế hoạch rồi lên phim rồi kịch bản này nọ, hứng lúc nào nói lúc đó thôi. À. Cho nên coi nhớ đừng bấm nha bà con. À, và đặc biệt một điều mà nếu mà coi tiêu đề mà vô mà gạt cào phím thì lại càng không nên. À, tại tiêu đề thumbnail nó chỉ là cái lớp vỏ bên ngoài thôi. Coi phim của ba Michael là phải coi từ đầu đến cuối mới hiểu được tính tình ba Michael, rồi biết được ba Michael nói về cái mục đích gì, à, nội dung gì. À đó, đây là thương xá Tam Đa nè con. Đó, ba Michael thích đọc sách lắm. Thường thường đi bộ lên cái nhà sách khai trí nè để đọc. Ở đó nhà sách khai trí nó có đọc miễn phí. Sau này nhà sách Sài Gòn cũng đọc miễn phí luôn. Có một cái quầy bà con để sách báo chuyện tùm lum tá lả trong đó. Đó, ba mẹ cậu thường hay đi bộ lên cái nhà sách này, cái vô leo lên lầu kiếm sách đọc. Bên kia là hồi xưa là có nguyên một dãy sạp luôn. Ôi ôi, bán sách báo cũ á bà con. Còn cái chỗ mà FPT shop á, sau năm 75 á, năm 85 á, bà con bác biết nó bán cái gì không? Bán mấy cái mặt hàng điện tử á, mấy cái loa đó, à, mấy cái radio cassette đó bà con. À, hàng điện tử á, là xưa bán cái chỗ FPT shop đó. Trước năm 75 nó là cái nhà thuốc Tây. Nhưng mà cái thời của ba Michael thập niên 80 là nơi đó bán hàng điện tử đó. Hàng second hand á. À, giờ mình đi dạo vòng chợ Bến Thành nha bà con. Coi coi hôm nay chợ Bến Thành có gì mới không. Hồi xưa mấy bà già Việt Nam mình á cũng thường hay chùm cái đầu giống vậy á, nhưng mà cũng giống như Hồi giáo á, nhưng mà họ cột cái khăn bà con, chứ họ không có quấn cái chùm khác như cái kiểu bên Hồi giáo. Ba mẹ còn không biết mô tả cho bà con bác cái kiểu cột khăn đó, nhưng mà có cái khăn cái chùm lên cái đầu xong cột lại. Còn bên Hồi giáo bà con bắt để ý họ không có cột mà họ quấn. Đó, mấy đứa đất này đi xin tiền rồi bà con. Trời ơi, kìa kìa, nguyên một bầy luôn, 2, 4 người, 3 đứa con nít.
Ba mẹ cậu nói hả, bây giờ là mà sao ba mẹ cậu thấy ngạc nhiên cái là ở đây không có lực lượng thanh niên xung phong đâu. Đáng lý mấy cái trung tâm này là phải có lực lượng thanh niên xung phong đứng nhiều lắm. Đó, bà con có thấy không? Cái khu này nè. À, đông ghê không? Bán vé số rồi. Cái gì mà nơi nào mà đâu là khách du lịch đổ về là nơi đó mình làm không khéo không kỹ thì cái là bắt đầu là sinh ra tai nạn. Đó bà con có thấy không? Đó, bắt đầu trời ơi, trẻ em nhiều lắm nha bên kia nè. Đó, thấy là mừng ăn được cái là bắt đầu nè bà con. Đó. Trời ơi ẩm con nữa kìa. Trời ơi thôi rồi. Trời ơi bán vé số nữa kìa. Đó. Đó bà con quá thấy không? Đó họ đi xin từng rầm, họ cầm cái nón lá họ đi xin đó bà con. Trời ơi Mai Dân hôm nay nghỉ rồi. Đó. Mai Dân nghỉ cho nên dồn qua đây quá trời nè. Đó. Mọi người ha. Nó dồn về bên đây. Đó. Mưa cuốn đồ chạy đó. Đó, bắt đầu chạy bà con. Mưa chạy mạnh ai nấy chạy đó bà con biết không, con ít nhỏ kìa đó, mạnh ai nấy chạy đó bà con biết không, nó chắp tay nó cầm lon nó xin tiền đó bà con. Còn ba mấy cô là đỡ tắm mưa rồi, đâu có sợ nữa bà con. mình vẫn chơi mà. Vẫn chơi không sợ mưa rơi. Đó. Tắm tiếp vậy là tắm lượt hai nha bà con. Xin thưa bà con bác, bây giờ mình sẽ tiếp tục tắm đợt 2. Nhưng mà bây giờ là mình tắm chạy về. Ừ. Trời ơi cái quần nó khô queo luôn rồi nè. Giờ ướt lại. Chạy qua bên phố Tây Bùi Viện cho bà con cô bác xem coi trời mưa coi giờ khách Tây bên đó có chạy không. Hồi xưa đây là khách sạn Lê Lai nè bà con. Khách sạn Lê Lai xưa ở đây nè. Cái tiệm Sakulo này là ba mẹ ăn rồi. KFC bên kia ăn rồi nè. Em Redco bên kia cũng ăn rồi nè. Đó. Hồi đó ba Michael thường lúc mà còn đâu. Lúc mà khoảng năm tám mấy ta, 86, 87 á là ba Michael thường hay ngồi trên chiếc xích lô ở đây nè, ngồi ở đây nè bà con. Ở đây hồi đó có cái trời. À. Ba Michael chính mắt luôn á, ba Michael thấy hồi xưa khu trời này là mấy thầy móc túi rạch vỏ nhiều lắm. Nhưng mà không dám nói à, hồi đó ghê lắm. Nè ngay đây nè bà con. Ngay đây là đó là chạy trời nè à. Đậu dưới xích lô bên đó à, ngồi bên đó luôn á bà con à, ngồi bên đó. Mà con đường này như nó mở rộng ra ta. Hồi xưa nó đâu có bự dữ ha. Hình như cũng bự giống vậy chứ. Khoảng năm tám mấy á bà con, 86, 87 đó. Ba mày còn ngồi bên đó đó, ngồi trên chiếc xích lô đó. Cái ba mày còn nhìn thấy trời ơi, nó móc túi trước mặt ba mày còn luôn á, rạch vỏ nữa.
đó. Còn người dân á, thì ta bán ta bày dưới đất này nè đó. Bán dưới đất bắt đầu cái nói chung ba mày cũng không biết hình dung nói sao. À bà con quá nhìn cái cảnh chợ trời ngay chỗ đường chợ Nhật Tảo á, họ bày cái bạc á, họ để đồ á đó. Hồi xưa là cái ngay khúc đó là cái chợ đó. Còn đây là cái bến xe nè. Khu này là cái khu phức tạp nhất Sài Gòn hồi xưa. Đó rồi bà con bắt ngồi, ba mày còn ngồi trên chiếc xích lô và là ba mày còn nhìn thấy là trên thơ bà con bắt nhiều cảnh lắm. À. Rồi nhìn qua bên kia hồi xưa cũng phức tạp lắm. Đó, ở đó cái khu đó là bạn bè ba mày ngồi trong đó cũng nhiều lắm. Mới có học lớp 8 rồi nha bà con. Lớp 8 lúc đó bao nhiêu tuổi ta? 13, 14 tuổi là phải đi quân phát rồi nha bà con. Kéo đẩy mấy xe rau á. Cái thời của ba mày ngồi bạn bè mà 13, 14 tuổi xin thưa bà con bắt là vai u thịt bắp. Không phải như ốm yếu như giờ mấy đứa con nít bây giờ mà ba mày ngồi thấy nó ốm yếu, nó ẻo lả, nhìn thấy ghê lắm. Cái thời của ba mày còn 13, 14 tuổi là phải sức ăn như hổ ha. Cơ bắp phải cuồn cuộn. Mà trò chơi của ba mày còn thường hay là chơi kéo co không à. Không phải kéo co nữa, chơi kéo tay á đó. Chơi mấy cái trò chơi mạnh bạo mà phải làm sao thể hiện cái nam nhi. Còn giờ sao ba mày còn thấy con nít con nâu gì trời ơi. Với trẻ bây giờ ẻo lả rồi. Ui, nhìn sao thấy nó kỳ kỳ lắm. Bữa nào bà con bắt để ý đi, con nít với trẻ thời nay nó cứ ẻo ẻo là lả, nó sao nó cứ nó không có thể hiện được cái sức mạnh gì á bà con. Chứ thời của ba mày còn mỗi lần mà gặp nhau là gồng con coi đó chuột mày ở cái nào. Mà hồi đó đâu có tập gym đâu bà con, làm gì có gym mà tập. Cái thời của ba mày còn toàn là lao động mà tự động nó có cơ bắp thôi à. Rồi đi xách nước à, đi xách nước rồi đi đẩy mấy xe gắt tay, mấy cái bội cần xé đó bà con, rau củ đó xách khung lên. Mà toàn là 13, 14 tuổi không á, chứ không phải là lớn tuổi đâu. Chợ đó là bắt đầu đã đi làm rồi. Ăn thì ăn ghê lắm. Hồi xưa ba mày còn ăn ghê lắm bà con, 4 năm gói mì gói á. Chắc có lẽ là hồi xưa gói mì gói nó nhỏ, chứ ăn giờ nghe nói 4 năm gói mì gói, giờ ba mày còn uống lạnh. Mà giờ lâu quá không nhớ cái gói mì hồi xưa nó như thế nào. Chắc có lẽ nó nhỏ mới ăn nổi kiểu đó. Chứ hồi đó ba mày còn ăn dữ lắm. Cơm tấm á, ba mày còn ăn trên đường Bùi Viện này luôn nè bà con. Hả? Ba mày còn ăn trên đường Bùi Viện này luôn nè. Ăn một dĩa cơm tấm sườn mà ăn 12 dĩa cơm thêm. Đó lúc đó ba mày còn 14, 15 tuổi đó bà con. Hả? Bà con có thấy sức ăn của ba mày còn ghê không? Và thật ra không phải là điên sao mà ăn dữ thần vậy. Ba mày còn cá với hàng bạn đó thi đua với nhau, thằng nào mà ăn ít là nó trả tiền à, bà mẹ nó giờ no cũng phải án mà ăn. Cuối cùng cái hai thằng bằng nhau cái thôi tiền nào đó trả, tại vì hồi xưa mình không có tiền đó bà con, cho nên là nó vậy á. Chứ thời nay ăn cái kiểu đó cho chết. Rồi con đường này nè, Cống Quỳnh. Nhắc con đường Bùi Viện đó, bữa nào ba mày cầu kể cho bà con bác nghe về ông Bùi Viện nha. Lâu lâu nhiều khi kể ba mày cầu, nói chung cái mà những cái gì mà ba mày cầu biết á nó nhiều lắm bà con. Nhưng mà qua một cái video á ba mày cầu không kể hết cho bà con bác nghe được đâu. Đó, bà con bác nhớ bấm nút đăng ký subscribe kênh đi rồi từ từ ba mày cầu kể. Có nhiều người nói rằng cái ông Bùi Viện đó là cái ông đầu tiên đặt chân đến nước Mỹ á bà con. Ha. Nhưng mà có nhiều người thì nói rằng là theo mà có tài liệu của Mỹ thì nó không có, cho nên mình cũng không biết. Nhưng mà cái người mà đầu tiên mà đặt chân tới Mỹ là những người đi theo phu đầu vàng đó bà con à, hình như bao nhớ ba mày còn nhớ không lầm là ông Kim. Theo ba mày còn nhớ mang máng là vậy. Sau này ổng về nước lại bắt đầu cái ổng đi, ổng không có dám ở miền Bắc, ổng vô miền Nam rồi ổng khai quang ở cái khu Cao Lãnh đó bà con, Đồng Tháp á. Rồi sau này ổng tự vẫn. Thì có dịp để ba mày còn nói chung sơ sơ vậy thôi ha. Khi nào có dịp á ba mày còn kể về cái ông Bùi Viện với ông Khiêm cho bà con bắt nghe. Giờ tại vì ba mày còn thấy nó cũng còn không có bao nhiêu giờ hết mà kể nó dài dòng lắm. Mà nãy giờ kể cũng nhiều rồi. À, bót công lộ nè,
hẻm công lộ nè đó, sở cứu hỏa nè, hồi đó ba mẹ cậu cũng thường hay vô đây tắm nè, tắm thì ít nhưng mà vô trong này chơi thì nhiều. Đi vô trong đó bắt đầu leo lên cái tháp ở trên đó bà con, nó quấn vậy nè, lên trên nhìn xuống cảnh xuống. Không biết ba mẹ cậu có kể với bà con bác biết là cái sở thích của ba mẹ cậu là thích ở trên cao và nhìn xuống ở dưới không bà con. À, cho nên hồi xưa ba mẹ cậu thích đi chơi á, ba mẹ cậu lên Đà Lạt ba mẹ cậu cũng thích ở trên cao, ba mẹ cậu nhìn xuống. À, cái sở thích của ba mẹ cậu là thích đứng từ trên mà nhìn xuống phía dưới coi mọi cảnh vật ở dưới nha bà con, tùy theo mỗi người nha, nhưng mà ba mẹ cậu thích vậy á. Khi mà trong mỗi cái công việc ba mẹ cậu giải quyết vấn đề á, ba mẹ cậu cũng thường hình dung á, hóa thân của mình là mình bay lên cao, mình nhìn xuống giống như cái bàn cờ vậy bà con. Khi mà ba mẹ cậu giải quyết công việc mà nó thường hay bế tắc á, không biết cách giải quyết á, ba mẹ cậu thường hay đặt cái bản thân mình thử vượt lên trên thử coi, rồi mình nhìn xuống thử coi cái sự việc nó như thế nào. Hồi đó thì ba mẹ cậu lại có thích chơi cờ tướng, cờ vua ba mẹ cậu cũng biết chơi, nhưng mà ba mẹ cậu không thích nhiều bằng cờ tướng. Cờ vây thì có tìm hiểu thôi chứ cậu không biết chơi, nhưng mà thường là ba mẹ cậu thích chơi cờ tướng nhất. Hồi đó ba mẹ cậu có thằng bạn á, nó cũng mê cờ tướng lắm, hai thằng cứ tối ngày là cầm bàn cờ ra quýnh, rồi sau đó đi mua mấy cuốn sách đó bà con. Bây giờ thời nay á, ba mẹ cậu thấy con nít bây giờ nó sướng lắm bà con, lên mạng cái bụp là đầy đủ hết, nhưng mà cuối cùng nó không học. Chứ thời của ba mẹ cậu học cờ tướng á, một là học mấy ông già ngồi coi mấy ông già quýnh để học mấy nước cờ, hai là có tiền chút á, chạy vô nhà sách đó bà con, rồi mấy cái cuốn sách dạy cờ tướng, mấy cái thế trận á. Cái thời ba năm ba rồi năm tám mấy á, nói chung là cái kỷ niệm ba mẹ cậu nhiều nhất là cũng là thập niên tám mấy, từ năm 85 cho đi á bà con, là ba mẹ cậu nhớ nhiều nhất. Rồi vô trong đó coi mấy cái thế trận mà đâu có mua về đâu, tiền đâu mua, trời ơi nhớ thấy bà nội. Hồi nay hả, vô lấy điện thoại ra chụp cái là mình về mình coi. Hồi đó đó ba mẹ cậu phải ráng nhớ nha bà con, nhớ từng cái từng chữ, từng cái từng chữ đó, nhớ cái nước đi giống như cái kiểu học thuộc lòng á. Mà ba mẹ cậu nghĩ chắc nhờ như vậy á bà con, cho nên cái trí nhớ của ba mẹ cậu ghê lắm, nó riết nó hình thành ra cái thói quen á bà con. Một cái cuốn sách ba mẹ cậu chỉ cần liếc đọc sơ cái là hồi về là ba mẹ cậu nhớ. Chắc có lẽ là ngay từ hồi đó cái ba mẹ cậu đó hình thành là do mình không có tiền á, mà có cái những thứ đáng nhớ quá, giống như mình đứng đó mình ngồi mình học thuộc lòng, học cho lẹ, học lẹ cái riết cái thành thói quen, cái sau này ba mẹ cậu nhớ ghê lắm. Cái gì mà ba mẹ cậu cảm thấy mình nhớ được, cái mà khá đáng nhớ cái là ba mẹ cậu nhớ như in luôn á, mấy chục năm sau vẫn còn nhớ. Những cái bài thơ lớp 1 ba mẹ cậu học hồi xưa giờ ba mẹ cậu vẫn còn nhớ mà, thuộc lòng luôn á. Hồi xưa ta gọi là gì, ta học thuộc lòng phải không, đúng rồi. Đây là nhà ông Bê Trích Ký nè. Thì nói vậy không phải là để khoe bà con của bác đâu, nhưng mà nói vậy là bà con bác nhớ bấm nút đăng ký subscribe kênh ha. Rồi cái ba mẹ cậu có dịp ba mẹ cậu kể cái gì, những cái gì ba mẹ cậu biết nhiều lắm bà con ha, cả cuộc đời hơn nửa đời người biết nhiều lắm, mà kể cho một cái video kể không hết đâu, cho nên thôi cứ đi trên đường cứ dịp nào đúng dịp nào nhớ được cái nào kể cái đó. Rồi bà con cô bác nhớ cho ba mẹ cậu một like nha, để có thêm động lực. Các cái like đó nó không có ra tiền đâu nha bà con, nhưng mà nó thấy nhiều người thích cái vấn đề đó, cái mình sẽ mốt mình có hứng mình nói tiếp. Rồi đặc biệt một điều á, bà con cô bác nào mà có thương ba mẹ cậu nữa thì nhớ coi giúp ba mẹ cậu 30 giây quảng cáo nếu có hiện ra. Nhưng mà nếu mà bận quá thì thôi nha, ba mẹ cậu nói gì thôi chứ đừng có thấy vậy cái bận việc quá cái để hay kẹt việc có quắc bác. Quảng cáo coi thì giúp cho ba mẹ cậu có thêm được chút đỉnh tiền. Đó, giống như tắm mưa này, giờ có muốn đi ăn cái gì đó hay uống nước gì cũng có tiền để mà ăn mà uống. Chứ hỏi bà con cô bác là đi làm YouTube mà vẫn lẽ về xin vợ tiền xài nó cũng kỳ. Cho nên thôi mình làm gì đam mê của mình thì ít nhất mình cũng phải lo được cái thân của mình, đúng không bà con. Cũng phải đi đổ xăng thì cũng phải có tiền đổ xăng, chứ chẳng lẽ về vợ ơi cho tiền đổ xăng hay là giờ muốn đi vô đây là quần quỳnh vẫn đạt ăn tô phở nè, chẳng lẽ về vợ ơi cho tiền đi ăn phở. Cái mà quất ngược lại một câu xong đi kiếm việc làm, đi làm YouTube làm gì, rêu công rỗi nghề
đi kiếm việc làm, đi kiếm tiền đi, làm YouTube này là có tiền đâu, lo thân cũng lo nữa bị đặt đi làm YouTube. Khổ lắm nha bà con. Cho nên các cô chú anh chị và các bạn nào có thương tình thì nhớ cô giúp 30 gọi 30 giây quảng cáo. À, còn các cô chú bác nào muốn thì đăng ký làm hội viên kênh đó. 30 gọi có hai mức á. Ủng hộ 30 gọi xăng xe hay là chi phí ăn uống gì đó như 5 đô mỗi tháng thì siêu á. Các cô chú bác nào có thương tình thì vô đăng ký ủng hộ giúp 30 gọi, đăng ký hội viên kênh. Rồi sẽ có người hỏi cái 30 gọi đăng ký hội viên có được quyền lợi gì không? Thì xin thưa bà con cô bác, mấy cái kênh khác thì ba mẹ cô không biết, nhưng mà kênh của ba mẹ cô thì không có quyền lợi gì hết á. Thiệt, ba mẹ cô cũng không biết có cho bà con cô bác quyền lợi gì nữa, nhưng mà thôi, thật sự là không có quyền lợi gì hết, cũng bằng như mọi người thôi. Chỉ là vấn đề là bà con cô bác ủng hộ cho ba mẹ cô thêm chi phí thôi, để đi đổ xăng uống nước. Hồi đó ba mẹ cô khuyến khích bà con cô bác chuyển qua PayPal, tại vì ba mẹ gồ sót tiền của bà con cô bác á, bà con cô bác cho ba mẹ gồ 10 đô trên YouTube đó, hàng YouTube nó lấy hết 5 đô rồi bà con, không phải 5 đô mà nó có gì ta, 30%, nó nghĩa là 10 đô ba mẹ gồ lấy được có 7 đô à, tự nhiên ba mẹ gồ thấy 3 đô nó cũng quá trời luôn. Bà con cô bác có biết không, 3 đô đó đó là nó tương đương với cả bao nhiêu view ta, ở Việt Nam này mà coi 5.000 view mới được 1 đô la. Như vậy là một phim 15.000 view mới được 3 đô la. Mà bà con quát thương ba mẹ gồ cho 10 đô la, mà trong khi đó YouTube nó lấy bà hết 3 đô la, cho nên ba mẹ gồ tiếc. Cho nên ba mẹ gồ mới kêu bà con quát bỏ qua PayPal là vậy đó. 3 đô nó cũng lớn lắm bà con, bằng 15.000 view đó chứ không giỡn đâu. Bà con quát cũng muốn kênh của ba mẹ gồ, bà con cô bác thấy á, phim nào 15.000 view là cũng khoảng 3-4 đô à. Đó, mà tự nhiên cái cho cái tự nhiên YouTube nó không, nó lấy hết 3 đô của ba mẹ gọi sót. Cho nên ba mẹ gọi nó thôi bà con quát đừng gửi nữa. Đây, hotel Đồng Khánh. Đó, bữa ăn bánh trung thu này rồi nè bà con, ngon lắm. Bánh trung thu Đồng Khánh này ngon, có tiếng là đúng đó nha bà con. Bây giờ ba mẹ con sẽ đi bữa nào đi kiếm thêm một cái bánh trung thu mà của Sở Lương Thực đó bà con. À, hiệu bông lúa vàng á, để ăn thử rồi, để so sánh rồi cái nào ngon hơn. Đây, 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 đây. Bánh trung thu Đồng Khánh mông chính hiệu bông lúa vàng rồi bà con. Đó, bữa nào ba mẹ con sẽ mua cái bánh đó về mời bà con cô bác ăn nha. Với lại thêm một cái bánh trung thu nữa đó là Tân Tân. Tân Tân hồi xưa nổi tiếng cực kỳ, trước năm 75 và sau năm 75 luôn nha bà con. Bánh trung thu Tân Tân à, cũng lâu lắm rồi ba mẹ cô cũng chưa có ăn, bởi vì không có ai biếu. Năm nay là năm mà ba mẹ cô bỏ tiền ra mua bánh trung thu á, chứ đa phần là ba mẹ cô bao nhiêu năm trời là ăn tặng bánh biếu, bánh tặng không à, là tặng gì ăn đó. Và đa phần tặng là Giva, Roda, Kindo đó, mấy bánh đó là thường hay được biếu tặng nhiều nhất. À, đây là Đại Thế Giới nè. Ngày hôm nay là ngày phá kỷ lục luôn bà con. Ba mẹ gọi tắm mưa xong nó khô, bây giờ nó mưa lại nè, nó ướt lại nè. Hồi xưa đây là khách sạn Capital nè, à, quân đội Mỹ đóng quân đây nè. Kế bên là Rapido nè. Rapido này nó còn có một tên tiếng Việt nữa nha bà con, mà ba mẹ gọi không nhớ, bà con bác nào có nhớ nhắc giúp ba mẹ gọi. Bên tay phải này hồi xưa có rạp Tân Việt nè, nguyên một cái chữ Tân Việt bự chà bá lửa luôn á. Đây là Lệ Thanh. Bác Đạt nè, Bác Đạt rồi Thiên Hồng, Essential. Mắt kính An Tài đó lâu đời lắm rồi nha bà con. Hồi xưa như nó không phải mắt kính rồi con, nhưng mà An Tài này là ba mẹ con thấy cái chữ này nó lâu đời lắm. Cái chữ An Tài nè, trước năm 75 đã có rồi, nhưng mà biết hồi xưa không biết làm gì. Còn bên tay phải ba mẹ gò nè bà con, nguyên cái dãy mà này nè,
Thập niên năm 80 là đây là công ty liên danh nè, tên gì ba mẹ còn không nhớ nè. Đó, nguyên cái khu này luôn nè. Đó, Mui nè, bây giờ là câu lạc bộ nè. Hồi xưa đây là cái công ty liên danh đó bà con. Ba mẹ còn nhớ là năm 80 đi ngang qua là thập niên 80 á, đi ngang qua là nó là cái công ty liên danh. Đường Trần Hưng Đạo này xưa là đường Đồng Khánh nha bà con. À, nhà hàng Hải Quê. Rồi vô chợ lớn rồi, thôi chắc video nó cũng đã dài rồi. Ba mẹ gọi xin chào tạm biệt tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các cô chú anh chị và các bạn vào video lần sau. Bye bye.